Chưa xài được lần nào. Chưa biết nó như thế nào. Suy nghĩ kỹ nha anh. Bà nấu chan. Anh ơi, sẽ hiện ra một cái bánh ú đó. Em lấy cái vali rồi. Mày nói gì vậy? Ok anh, sao nó không chơi đi cái đồ mà không đi vậy? Cái này phải Hàn Quốc không? Sao mà? Ủa? Sao mà? Hay là nó có cái nút đó, nó có số 3 rồi đó. À, để xét vô xin. Không có chày da đâu. Ê, cái máy này Ủa, máy Hàn Quốc không? Chụp chung. Rồi, máy đi coi. Cũng có đó. Kẹo đường. Nó cửa này. Nó dịu khao. Nó quỷ gì đâu này. Gạo quá, em đi. Cái quan trọng. Lâu lâu cậu đâu mà cầm nghe cái máy vậy? Má ơi. Thôi dẹp khoảng khắc này đi. Thôi cậu bọt đi nè. Anh cậu bọt đi. Thôi cậu mình truyền thống không? Ủa? Nó không đi luôn. Nó mất ít lắm. Nó có mất nhưng mà mất ít lắm. Ông anh Thành ơi, cái rau anh dài quá. Cái rau anh bị dài quá cho nên chiếc này nó vô. À cũng đi cũng có lâu quá. Lâu. Để tham lắp cái này nhá. Nó sẽ là lâu quá, nó sẽ là chuẩn bị. Ê. 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 Ê